tại sao phải nhẫn nhịn? Vì nhẫn nhịn là được cho mình. Tại sao lại được cho mình? Bởi vì vốn dĩ nếu mình là con người thì bao giờ cũng còn một phần trí tuệ tối tăm và một phần sáng. Còn nếu trong đầu mình mà trí tuệ nó sáng hết, nó minh triết hết thì bản chất mình là Phật rồi. Và phần tối là trách nhiệm của ta phải thắp lên ngọn đèn tuệ. Vậy bất cứ ai họ góp ý cho mình, họ chê bai, họ chửi mắng là họ chỉ vào cái phần tuệ của mình. Vậy có thể họ chửi vào cái chỗ mà sáng, có thể họ chửi vào chỗ tối. Nhưng nếu mình chịu khó nhẫn nhịn thì họ chửi vào chỗ sáng thì chả sao cả. Họ bảo mình ngu ở chỗ sáng thì mình vẫn sáng có sao đâu. Ví dụ nhà mình thắp đèn ở góc sân này nó sáng, mà người khác đến bảo nó tối thì nó đâu có tối đi, nó vẫn sáng như vậy thôi mà. Nhưng nếu như họ chỉ vào góc sân này nó tối và họ treo cho mình ngọn đèn lên đấy thì nó giúp cho tuệ của mình nó sáng lên ở góc tối. Vậy thì bản chất là những lời góp ý ấy, có thể họ góp ý vào chỗ mình đã sáng thì cũng chẳng sao, vì có mất gì đâu. Nhưng họ góp ý vào chỗ tối thì giúp cho mình sáng. Vì vậy nhẫn nhịn để giúp tuệ sáng. Cho nên tất cả những người mà có trí tuệ tốt, khả năng lắng nghe của họ rất tốt, tức là cái đức, và người ta gọi là đức năng thắng số đấy. Khả năng lắng nghe của họ rất là tốt. Vì lắng nghe là nhẫn nhịn, nhẫn nhịn là được cho mình. Đấy là đức thứ nhất, là đức nhẫn nhịn. Đức thứ hai là đức tùy thuận. Đức tùy thuận là tùy thuận để sống với người. Tôi lấy ví dụ khó nhất là mình là người giàu có mà mình được sống như người nghèo, sống như người nghèo khi ở cạnh người nghèo thì họ sẽ rất quý mình. Vì bản năng của con người, khi nào họ quý, khi nào họ quý mình, khi nào mà mình với họ cùng tầng bậc thì họ rất quý mình. Bạn tin tôi đi, đấy là bản năng của con người. Nghèo thì người ta khinh, giàu thì người ta ghét. Nhưng mà khi họ ở cái tầm bằng mình ấy và chơi với nhau ấy thì họ rất thích, vì khi đấy được sống bản năng. Cho nên bạn phải thử cộng cái thu nhập của những người bạn, 5 người bạn thân nhất của bạn lại mà xem, họ đều có thu nhập xem xem bạn. Và nếu một kẻ nào đấy nó đột phá thu nhập thì nó lại không chơi với bạn nữa, vì lý do trí tuệ của nó vượt lên, chứ không phải là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Mà vấn đề là trí tuệ của nó vượt lên, nó không chơi với bạn nữa. Cho nên rất nhiều người trong nhóm 5 người chơi với nhau mà bỗng nhiên có một thằng nó giàu quá, nó không chơi 4 thằng còn lại nữa. Bởi vì nếu nó chơi tiếp với 4 thằng còn lại, nó lại ngu giống như 4 thằng còn lại. Vì nó bước được lên ra khỏi cái đám đông ấy rồi, cái đám 5 thằng ấy rồi, nó bước ra khỏi rồi thì nguyên tắc nó không quay lại nữa. Và nó chỉ chơi theo kiểu ngoại giao thôi, chứ nó không thể chơi thân như ngày xưa được nữa. Đấy là lý do mà người ta chơi thân với nhau, là vì là nó cùng cái tầng bậc. Cho nên là họ sống bản năng cho nó sướng lắm. Vì vậy, có phải là khi mình về mình gặp bác nông dân thì mình cũng sắn quần mình lội ruộng không? Thì bác ấy rất là vui. Mình về gặp bác nông dân, bác ấy nói chuyện tiền nghìn, mình cũng chỉ nói chuyện tiền nghìn thôi, thì bác ấy nói chuyện với mình rất là dễ nói. Ví dụ bác nông dân, bác ấy mặc bộ cái quần sóc, mình cũng mặc cái quần sóc nói chuyện. Chứ mình mặc cái bộ com lê xong thắt cà vạt, xong xịt nước hoa, xong hút ba, xong hút xì gà chẳng hạn, thì bác ấy xong lại đi xe đẹp bóng loáng, xong đi giày bóng loáng bước xuống nói chuyện với bác ấy, nó có cái khoảng cách. Nhưng nếu mà mình mặc quần sóc, xong rồi là đi dép lê, xong rồi là ngồi đống rơm, hút thuốc lào nói chuyện với bác ấy, tôi đảm bảo là bác ấy sẽ không đề phòng, và bác sẽ nói chuyện rất là bản năng, rất là vui. Vậy tùy thuận chính là việc thay đổi phong cách để gì ạ? Hòa nhập với cuộc sống. Vậy tùy thuận là để hạnh phúc với cộng đồng. Và chính cái câu chuyện của tùy thuận thì những người tùy thuận nhiều là mình gọi là những người đấy gọi là đa phong cách.
nhưng nằm trong một nhân cách. Đa phong cách nhưng nằm trong một nhân cách thì người đấy mới là người đỉnh cao. Ví dụ như nhân cách của Bác Hồ là người tuyệt vời, nhưng bác ấy về với vùng dân tộc bác có, bác có thể lội suối, đi dép cao su, quảng khăn, đi bộ cả ngày. Nhưng bác ấy sang bên châu Âu có thể mặc bộ vét để đàm phán. Bác về lên Hà Nội thì bác lại ăn mặc theo kiểu phong cách của chính trị gia của Việt Nam. Như vậy là đa phong cách trong một nhân cách, và người ta gọi là đức tùy thuận. Vậy tùy thuận để sống hạnh phúc với người, và cụ thể như Bác Hồ, bác cái tùy thuận thế nào? Ví dụ bác nói chuyện Minh Tây, bác phải đứng ngang bằng nó. Nhưng ngược lại nói chuyện với một em thiếu nhi, bác ấy phải ngồi xuống để chiều cao bằng nhau, để nói chuyện cho nó gần gũi. Đấy là lý do mà các anh chị thấy là người lớn nói chuyện với trẻ con, họ hay ngồi xuống để cho nó ngang tầm, và đứa trẻ nó không đề phòng, và như vậy cái câu chuyện nó mới trở nên gần gũi. Và đức tùy thuận chính là hạ mình xuống để hòa đồng với cộng đồng, thì cái đấy gọi là đức tùy thuận. Vậy đức tùy thuận để sống hòa thuận và hạnh phúc với cộng đồng.